khách bắt nhân viên, trưởng cây xăng quỳ xuống, lấy bình trà đập vào mặt. Lấy cớ nhân viên cửa hàng xăng dầu, đổ thiếu xăng. Phạm Đức Hưng đã đánh, đấm, bắt nhân viên và cửa hàng trưởng cây xăng quỳ, rồi dùng cốc thủy tinh, bình trà bằng sứ đập vào mặt. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Hưng, sinh năm 1981. Thường trú tại Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, để điều tra về hành vi hành hung người khác. Trước đó, vào khoảng 15 giờ, ngày 10 tháng 5, Phạm Đức Hưng điều khiển xe máy đến cửa hàng bán xăng dầu, số 59, phường Minh Thành, để mua xăng. Lúc này, anh Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1983, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là nhân viên bán xăng của cửa hàng. Đang bán xăng, anh Điệp ra hiệu hỏi Hưng, anh đổ 30.000 xăng à? Hưng gật đầu và đưa tờ 50.000 đồng. Tuy nhiên, đến lúc anh Điệp trả lại 20.000 đồng, thì Hưng chửi bới với lý do không bơm đủ 50.000 đồng xăng. Hưng còn dùng tay đấm nhiều cú vào mặt anh Điệp. Thấy vậy, anh Bùi Vinh Quang, sinh năm 1972, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, là cửa hàng trưởng, đi ra nói chuyện với Hưng, cũng bị Hưng dùng tay, chân đánh nhiều nhát. Sau đó, Hưng yêu cầu cả hai anh Quang và Điệp vào phòng nói chuyện. Tại đây, Hưng bắt hai anh Quang và Điệp quỳ xuống sàn, dùng cốc thủy tinh và bình trà bằng sứ đập vào mặt cả hai anh. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thị xã Quảng Yên đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Quảng Yên ngay sau đó đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đối với Phạm Đức Hưng, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Hưng để điều tra xử lý theo luật pháp. Gia cảnh nao lòng của tài xế taxi Mai Linh bị đánh nhập viện. Chiều ngày 12 tháng 5, tài xế Đinh Văn Điểm, quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã được xuất viện và trở về phòng trọ. Từ căn phòng trọ sập sệ, thấy thêm được gia cảnh nghèo khó của anh Điểm. Tài xế taxi bị người đi xe Mercedes cầm gạch đánh phải nhập viện. Nói về tình trạng sức khỏe, anh Điểm cho biết, hiện tại, thỉnh thoảng tôi lại bị choáng và rất đau, đêm lại không thể ngủ được, cứ nằm xuống là ê buốt cả đầu. Nằm ngửa không được, nằm nghiêng cũng không xong. Sự việc xảy ra, tôi không muốn gia đình lo lắng, nhưng mọi người đã biết cả. Vợ và hai đứa con cứ khóc suốt. Vợ tôi bận bịu công việc rồi chăm con, nhưng cũng đang trên đường lên đây. Những ngày qua, may mà có các đồng nghiệp qua lại liên tục, người mua sữa, người mua quả, nhưng tôi có dùng được nhiều đâu. Bây giờ bị thế này, trong người cứ cảm thấy khó chịu. Vì nhiều người lo lắng, và không được đi làm kiếm tiền, tài xế Điểm chia sẻ. Theo anh Điểm, vì hoàn cảnh gia đình ở quê anh rất khó khăn, nên hơn một năm nay, anh lên Hà Nội lái xe taxi, bươn trải mưu sinh lo cho gia đình ở quê. Phòng trọ hiện tại anh đang thuê cũng là từ lúc anh vào công ty làm việc. Nó tuy nhỏ và khá sập sệ, nhưng giá thành hợp lý và tiện cho công việc của anh. Ở quê khó khăn, gia đình cũng chỉ làm ruộng, nên không thoát nghèo được. Từ khi lên Hà Nội lái taxi, cũng có đồng ra đồng vào cho con cái học hành. Bây giờ thế này, cũng chỉ muốn về quê cho tinh thần ổn định, rồi tinh tiếp, nhưng chưa được về. Vì công an đang gọi lên làm việc, cuộc sống khó khăn, nên phải tha phương cầu thực thế này, chứ không ai mong muốn hoàn cảnh này bao giờ. Anh Điểm bùi ngùi. Một hàng xóm nơi tài xế Điểm thuê trọ cho hay, anh Điểm bình thường sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Sự việc xảy ra chúng tôi ở xóm trọ cũng rất cảm thông với anh Điểm. Theo video thì người đánh anh Điểm là không thể chấp nhận được. Chúng tôi rất bức xúc. Anh Điểm cho biết, sáng ngày 12 tháng 5, cơ quan công an đã đến làm việc, nhưng anh bị choáng nên đã hẹn hôm sau đến làm việc tiếp. Anh mong muốn các cơ quan chức năng đưa đi giám định lại vết thương và xử lý sự việc theo pháp luật. Được biết, từ khi sự việc xảy ra, gia đình anh Nguyễn Vũ Thái, người cầm gạch đánh tài xế Điểm nhập viện, chưa hề có động thái nào đến thăm hỏi hay quan tâm đến anh Điểm. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng ngày 11 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện video. Hai chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường, chưa va chạm với nhau, nhưng chắn lối đi của nhau. Ngay sau đó, tài xế chiếc xe phía trước xuống xe và có lời qua tiếng lại với tài xế chiếc taxi phía sau. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi tài xế này lấy viên gạch ở bên đường đuổi đánh liên tiếp vào đầu nam tài xế xe taxi. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 35 ngày 10 tháng 5 tại đoạn đường trước số nhà 65 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội. Tài xế taxi Mai Linh sau này được xác định là anh Đinh Văn Điểm, người điều khiển xe Mercedes là anh Nguyễn Vũ Thái. Sẽ đề nghị kháng nghị, bản án 18 tháng tù treo, vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô ngày 11 tháng 5 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mở phiên xử phúc thẩm vụ án, dâm ô trẻ em, đối với bị cáo, Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước. Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngụ chung cư La Kỳ Sai, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, và tuyên phạt bị cáo. Mức án 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, phiên sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Phán quyết này của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ông ta đã thực hiện hành vi dâm ô với nhiều trẻ em và nhiều lần. Tại phiên phúc thẩm vừa qua, bị cáo không hề tỏ ra ăn năn hối hận mà còn cho rằng mình bị vu oan và đe dọa sẽ kiện những người tố cáo mình. Trong suốt phiên tòa, bị cáo Thủy luôn ngẩng cao đầu và tỏ thái độ thách thức đối với hội đồng xét xử, khiến những người tham dự phiên tòa vô cùng bức xúc, cho rằng bản án 18 tháng tù là quá nhẹ, không đủ sức gian đe. Nhiều người đã gửi đơn tới Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội vào cuộc. Trao đổi với Vietnamnet, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao xem xét lại vụ án. Theo nội dung văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm không đồng tình với bản án đã tuyên của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bởi, hành vi của bị cáo là phạm tội với trẻ em, phạm tội nhiều lần với nhiều người. Theo hội này, đây là bản án không có tính răn đe. Bởi lẽ, đã xâm hại trẻ em, tức là vi phạm điều 6, khoản 3, luật trẻ em, gây bức xúc trong dư luận. Việc tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ với người là đảng viên, người già yếu là không thể chấp nhận được. Bởi là đảng viên phải làm gương, tòa đáng ra phải áp dụng tình tiết tăng nặng vì phạm tội với trẻ em, phạm tội nhiều lần đối với nhiều người. Ngoài ra, đã kết tội là dâm ô thì không thể tuyên phạt mức án treo. Cho dù sức khỏe già yếu như thế nào, luật sư Nữ khẳng định bản thân bà và hội sẽ đi đến cùng vụ việc này. Còn luật sư Lê Ngọc Luân, hãng luật Gồ Khay, người góp phần đưa sự việc ra ánh sáng khẳng định ngày mai ngày 14 tháng 5 sẽ có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh tòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ý kiến gửi chánh án và Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao để kháng nghị bản án phúc thẩm, tuyên bị cáo Thủy 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Trong trường hợp này, tôi không chắc chắn chánh án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thực hiện hay không, vì kết quả vừa rồi. Do chính cấp dưới xử, nếu chánh tòa biết đau nỗi đau con trẻ, đồng cảm với sự uất hận của các bậc cha mẹ, thì sẽ làm ngay. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện bởi Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Thủy dâm ô nhiều trẻ em, tòa sơ thẩm thành phố Vũng Tàu kết tội đúng như vậy, mức án 3 năm với tôi là còn nhẹ. Thế nhưng tòa phúc thẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm án với lý do tuổi cao sức yếu, đảng viên làm ngân hàng, có nhiều đóng góp và cho rằng một trường hợp cháu bé bị xâm hại chưa đủ căn cứ kết tội, nghĩa là quan điểm của Viện Kiểm sát và tòa án khác nhau. Đó cũng là hành vi bỏ lọt tội phạm của bị cáo Thủy. Bởi, Viện Kiểm sát ngoài chức năng công tố, còn có trách nhiệm kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó có việc xét xử của tòa án. Vì vậy, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải có văn bản đề nghị Viện trưởng và Chánh tòa cấp cao kháng nghị, giám đốc thẩm, không thể nào khác. Đồng thời với việc gửi cho Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh tòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tôi cũng chính thức gửi văn bản cho chánh án và Viện trưởng cấp cao kháng nghị. Toàn bộ bản án phúc thẩm tuyên 18 tháng tù treo với lý do áp dụng pháp luật hình sự sai nghiêm trọng, luật sư Luân cho hay. Theo điều tra, cuối tháng 6 năm 2016, trong lúc tâm sự với bé N, chị Thi ở chung cư La Kỳ Sai, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Tá hỏa khi nghe con gái kể về việc bị ông Thủy đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục. Chị Thi đã đưa điện thoại để cháu N đi chụp hình người đàn ông trên và cháu N đã chỉ đích danh ông Thủy. Sau đó, chị Thi đã nhiều lần làm đơn gửi công an, đồng thời gửi các cấp có thẩm quyền xử lý. Ngày 21 tháng 8 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em. Riêng quyết định khởi tố bị can không được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Bức xúc việc hơn 6 tháng không nhận được phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu,
dù đã có quyết định khởi tố. Gia đình nạn nhân gửi đơn đến Chủ tịch nước. Qua đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan tư pháp vào cuộc để sớm có kết luận. Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, mà gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục điều tra vì nhận thấy chưa đủ cơ sở, cần phải củng cố thêm chứng cứ. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vũng Tàu ra ngay quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô trẻ em theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự.